Xin chào quý vị khán giả, Hướng Mai xin gửi tới cuốn sách Hạnh Phúc Từ Tâm, Bí Quyết Sống Hạnh Phúc. Giới thiệu, chẳng có con đường dẫn đến hạnh phúc chính là con đường Đức Phật. Bạn hãy hình dung một cuộc sống hoàn toàn tự tại, thảnh thơi, vắng bóng mọi sự so bì hơn thua. Hãy tưởng tượng bạn hài lòng, biết đủ và không cần thêm bất cứ điều gì. Hạnh phúc không phải là quyền lợi mà chính là bản chất tự nhiên, là tinh túy và tâm điểm cuộc sống, lý do bạn có mặt trên cuộc đời này. Nếu bạn muốn hạnh phúc vốn sẵn đủ, bạn chẳng phải nhọc công gắng sức, chẳng cần tốn kém bất cứ điều gì, bởi mọi thứ đều nằm trong tay bạn và bạn có thể nắm lấy hạnh phúc ngay lập tức. Mặc dù vậy, bạn có thể cảm thấy những trở ngại ngăn cách bạn và hạnh phúc đích thực, chứng kiến cho bạn không thể nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu ngay bên mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không thể biết trước tương lai, không thể khiến người khác yêu mình, cũng không thể dễ dàng mất đi người mình yêu quý. Tuy thế, bạn vẫn hoàn toàn có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Chí ít, bạn có quyền tự do suy nghĩ, tư tưởng của mình. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng ý thức được điều đó, tâm bạn sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Chính tâm ấy tạo nên mọi hạnh phúc và khổ đau. Ngay lúc này, bạn thấy dường như tâm và các xúc tính đang dẫn dắt chi phối thay, vì thế bạn là người làm chủ vận mệnh. Nhưng cũng giống như việc rèn luyện thân thể, chỉ cần tu tập dưỡng tâm một chút, bạn có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ, an định hơn. Khi tâm lắng xuống, bạn sẽ thấy rõ bản chất của tâm chính là hạnh phúc chân thực, tỏa sáng, rực rỡ từ bên trong. Ngay từ lúc này, đơn giản bạn chỉ cần sẵn lòng buông bỏ những tranh đấu thông thường, sẵn lòng để mọi thứ trôi chảy tự nhiên, trở về đúng chỗ. Đây là lúc bạn nên làm theo những gì tâm mình mách bảo, là lúc bạn thôi no nghĩ về say quấy thị phi mà thay vào đó là những tri ân, những gì tốt đẹp trong cuộc đời mình. Chúng ta cần có thường xuyên nhắc nhở bản thân về sự vô giá của kiếp người và tự nhủ rằng sống như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Như Đức Phật đã từng khai thị rất nhiều, hãy tự cất bước trên con đường của mình, mọi thứ hoàn toàn nằm trong tay bạn. Vì vậy, hãy vững tin ở bản thân và mở rộng lòng hơn để đón nhận cơ hội hạnh phúc từ cuộc sống này.